Hello, xin chào cả nha. Thì hôm nay là mồng gà búa đây, chà bá rồi các bạn. Thì đây mình cấy được mấy ngày mà mới chà bá nè. Hơi ốm nha các bạn. Ốm vàng. Giờ mình sẽ cho phân đi phân cho nó. Phân gồm có là phân phân này là phân 30-10-10. Cái lẹn lét các bạn. Đó, ngâm cho nó tan ra. Xong rồi cho thêm thuốc kép rễ 3mm. Là 3mm vô thêm một xíu cho nó bầu rễ nó bén nha các bạn. Nè. Thuốc này là mình mua hộp mà 100g. Đây. Kép rễ cho rễ cho cây ăn trái cây công nghiệp vườn kiển nè. Đó. Cách rễ nha. 10 giờ của mồng gà búa. Các bạn. Cái này là mình pha thêm vô phân để mình cho nó ăn nha các bạn. Này là dạng bột, dạng giống bột các bạn. Giờ mình sẽ pha nha. Mở nắp ra. Đây bạn, mình có ít nên mình pha lại, mình không có lường nha các bạn. Các bạn cứ cho nó vô. Đó, các bạn cứ cho vô như đó thì các bạn thấy thôi, đậy nắp lại. Các bạn cứ đổ một nắp này bỏ vô đây không thôi, các bạn lượm ra nữa, các bạn pha sôi nước nữa chứ không phải để nguyên chất thì tứ rồi nó cháy luôn nha các bạn. Bạn pha nóng lỏng ra đó. Tan hết tan rồi. Giờ mình múc nước. Múc sâu nước cái mình pha phân vô xong mình tưới. Mình nó tưới cái sâu nước nha các bạn. Sâu nước mình còn tưới bên trong nữa. Đó. Pha sâu nước này tưới lỏng lỏng thôi. Mình còn tưới cái trong kia nữa nha các bạn. Đây là một chén phân với lại nước. Đó, đổ vô. Đó, lỏng lỏng vậy thôi nha các bạn. Cho nó ăn ấy đít thôi. Càng ngày mình tăng lên. Đó, như đây là tưới lỏng lỏng vậy thôi cho nó ăn. Cho nó ăn ít thôi các bạn, tại vì nó mới xuống chậu á. Ăn nhiều không được nha. Rồi, bây giờ thì tàn mát rồi, chiều rồi các bạn cho nó ăn đi. Xong rồi mình đi vô kia mình cho nó ăn mấy cái kia nữa. Đây mình mới cấy xuống được mấy ngày mà nó bự chà bá luôn rồi nè. Mấy cây này mình dự phòng nè. Mấy cây mà chậu nhỏ mình dự phòng, khi nào mà mấy cây trong đây nó bị sâu ăn nữa mình thay vô. Ngoài đây nó khô queo. Cái chậu nhỏ này nó mau khô lắm, còn cái chậu lớn này các bạn nó không khô luôn. Ướt nhẹp hoài luôn á. Nó không thoát nước được. Với lại đây có mấy cây đu đủ. Cây đu đủ mình bữa bên ương nè. Đu đủ này đu đủ tái vàng nha các bạn. Mình mua trên mạng á, không biết có tái hay không. Sống được có 3 cây. Chết tàn. Bịch có 10 hộp mà sống được có 3 hộp các bạn. Đây mồng gà búa. Mồng gà búa làm được như đây nè. Tí nó đợi tí nữa mình tưới phân. Pha phân xong rồi. Xô nước mình pha chén phân. Chén tương đương như nấm của mình mà, nấm nó nhỏ vậy nè. Không tới chén à.
cho anh tưới cho nó xong rồi khoảng 5 ngày sau mình tưới thêm lần nữa là tốt mịch luôn. Thì với lại hôm nay là ngày 20 ấy ta, 21 tháng 10 âm lịch, hôm nay là 21 tháng 10 âm lịch, là khoảng tầm khoảng 25 tháng 10 âm, tháng 10 âm lịch là mình gieo vạn thọ các bạn. 25 tháng 10 âm lịch là mình gieo vạn thọ nha. Vạn thọ là ngày 25 tháng 10. Rồi mình gieo xong rồi mình ươm bầu cho nó đàng hoàng, cho nó ra lá đầy đủ, và mình sẽ ra chậu như thế này luôn. Mình sẽ dùng chậu C11 này luôn. Đây chậu C này, chậu C11. C11 nè. Thì đối với mồng gà búa á, là mình tòng là cái giá thể á, là mình tòng mình vô là nó nhiều vậy các bạn. Đó. Giá thể thì nó nhiều xíu, còn nhận thọ thì các bạn vô ít hơn nha. Các bạn vô lưng hơn được. Nhận thọ thì các bạn có thể là vô chân và vài lần nữa khi cho đến khi mà nó tổ ong. Còn mồng gà thì mình chỉ vô chân được một lần hai lần thôi. Nếu mà các bạn vô chân nhiều quá thì nó bị thúi, dễ bị thúi hơn lắm. Còn nhận thọ thì các bạn tòng, các bạn thấy không, thấy là nó cái rễ của nó ăn lên tới cái rễ của nó ra tới cái thân luôn, nên mình vô chân, càng vô chân thì nó càng tốt. Còn mồng gà thì nó khác nha các bạn. Và đặc biệt nhất là mồng gà là mình không có ngắt đọt nha các bạn. Mồng gà búa là mình ngắt đọt cái là nó mất cái bông chính luôn các bạn. Cây này bự lắm nè, cây này bự ghê, nên nó vàng vàng dùm tưới phân vô là nó xanh lại các bạn, mập lắm. Bây giờ cái lá của nó là nó vàng vàng tươi, với lại nó lá của nó không có được dày á. Giờ mình đi phân nó vô là nó mập tốt rồi nha. Rồi bây giờ thì mình đi phân thôi. Thì các bạn đi phân là các bạn quậy phân đều đều vậy nè, dùng cái ly nhỏ vậy nè, múc mình tưới nha, đừng có tưới lên cái các bạn múc lưng thôi, nửa ly à. Đó, để xuống tưới vô cái gốc. Đó, vậy thôi. Đó, bạn tưới vô gốc vậy cho nó tốt thôi. Tưới này khoảng tầm 5 bữa sau các bạn tưới lại nha. Các bạn tưới phân về sáng các bạn ta xả lại nghe, để hơi nó nóng. Cây này bự quá.
tưới cho đều cái hai cây nữa, đây đây trồng hai cây nữa các bạn, hai cây mình tưới hai ly rưỡi nha. Tưới xong mai mình xả lại. Mấy trâu nhỏ nè, đi phân cho nó luôn. Tưới xong sáng mình xả nước lại nha các bạn, đây thôi nha, cháy rễ nha. Rồi xong, vậy là xong rồi các bạn. Thì nãy giờ mình đi phân đều hết rồi đó. Rồi sáng mai mình ra mình tưới xả lại cái nữa là xong. Trời, bữa nó bám nó ăn phân nó tốt lắm các bạn. Rồi bây giờ thì mình kết thúc video tới đây các bạn. Còn nhiêu phân này mình đem cho mình tưới bông giấy. Rồi bây giờ thì chào các bạn nha, mình kết thúc video tới đây nha các bạn. Bạn ơi, nhớ đăng ký kênh các bạn, kênh ủng hộ. Rồi bây giờ thì kết thúc rồi.